Ngày nay chúng ta sử dụng phương pháp trì danh niệm Phật. Đây cũng là pháp môn. Dùng pháp môn này thành tựu công phu của chính mình. Đầu tiên chúng ta niệm để buông chấp trước. Phương pháp này hay quá. Chỉ chấp trước A-di-đà Phật. Quý vị xem trong kinh nói, chấp trì danh hiệu. Chấp chính là chấp trước, trì là bảo trì, không cho nó mất. Chấp trì danh hiệu này, còn những thứ khác buông bỏ hết, đừng chấp trước. Dùng một chấp trước để buông bỏ tất cả chấp trước. Bởi vì bảo quý vị buông bỏ hết tất cả chấp trước không dễ dàng gì, khó có thể làm được. Luôn luôn phải chấp trước. Đây là pháp phương tiện. Trong vô lượng pháp môn, đây là pháp môn số một. Dùng câu Phật hiệu này, bởi câu Phật hiệu này thật sự rất hay. Trong tất cả thời, tất cả xứ đều có thể niệm được, không bị trói buộc vào bất cứ hình thức nào. Niệm tiếng lớn, niệm tiếng nhỏ, niệm thành tiếng hay mặc niệm đều được hết. Niệm trong tâm cũng được. Quý vị xem rất dễ. Mục đích ở đâu? Dùng một niệm để gạt bỏ tất cả vọng niệm.